Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tuyên ở đây quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây ha. Mai chắc hai hàng đẹp quá quý vị. Rồi chào em. Dạ em chào Thị Tính, em cũng chào cô chú anh chị gần xa đang theo dõi trên kênh Mai Vàng. Tên Tròn Bắc thì hôm nay shop em cũng có về một lô mai giảo hạt để giao lưu cùng cô chú anh chị. Cũng mong cô chú anh chị ở clip này. Clip này thì em có khoảng 40 cây nha cô chú anh chị. Cũng mong cô chú anh chị theo dõi hết clip để ủng hộ em. Số Zalo, số điện thoại của em cũng là số Zalo, em sẽ để trên tiêu đề để cô chú anh chị tiện liên hệ. Hình thức ship của em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi em bắt đầu vào cây số 1 đi hén cô chú anh chị. Rồi mã số 1 em này cao tầm khoảng là 1m3. Trời nắng quá vô nhanh chút. Rồi tán ngang khoảng 1m1. Nắng này cũng ui ui không đến nổi gắt. Rồi xương ngang đẹp nè. Nói về xương ngang đẹp ha. Lô mai này bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nên yên tâm mặt bông hôm nay em quay là cây nó chuẩn bị nó bung lụa hết rồi đó cô chú anh chị. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn đi em. Cây này đều đẹp nè. Quay tới 40 cây luôn nha nha em. Dạ 23 hoành. Rồi dạ cây mã số 1C nha cô chú anh chị. Rồi. 1C em giao lưu 700 ngàn. Rồi 700. Dạ có đế đẹp. Rồi xuống bạn cây đẹp luôn. Mình sang mã số 2. Rồi 2C. Rồi 2C thì em này cao tầm khoảng là 1m25 đến 1m3 quý vị ơi. Tăng ngang lấy 1m1 cho gọn ha. Dạ cây này thì hôm Tết nó đã bung bông hết rồi nha cô chú anh chị. Cho nên là nó chuẩn bị đâm chồi nải lọc non thôi. Rồi mình vô cái hoành luôn. Còn một số nụ cũng rất là nhiều luôn nè. Đâu nụ đâu? Đó nụ nghẹt ở trên đó thôi. Chân nhọn á. Đừng giới thiệu cái này chi. 21 hoành. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Mã số 2C nè em giao lưu có 600 cô chú anh chị. Rồi 600 là cành đều luôn ha. Cây nụ nghẹt ở trên. Cũng đâu còn nụ lắm á. Tức. Rồi mã số tiếp theo 3C. Ừ. Chiều cao khoảng mét mét 1 tới mét 2 vậy tán ngang khoảng tầm 1m. Đây xương cành. Giai đoạn này thì chủ yếu mình giới thiệu xương cành với đế ha quý vị. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành nhiêu đây? Đây 23. 23 hoành. Giao lưu nhiêu đem? 3C em giao lưu 500. Rồi xuống cây luôn 500 ngàn. Rồi mã số tiếp theo 4C. 4C. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m2. Cây này quá trời đẹp luôn cô. Rồi, chú anh chị ơi. Tròn. Tán ngang khoảng tầm 1m1. Tăng còn do. Đây cành đều lực lực không này quý vị. Đó. Cây nhìn vậy với nụ xanh bung hết rồi nha cô chú anh chị. Nên đó em hồi nhưng mà em không có quay. Quay trên nhanh tại vì tới 40 cây lận. Rồi do cái khoảng hơn 40 cây sẽ hơi bị dài đây. Chủ yếu giai đoạn này chú ý quay thân cành thôi. 25 hoành. Rồi mã 3C nè. 3C phải không ta? 4C chứ. 4C em giao lưu nhiều. Dạ 700. Rồi 700. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây luôn. 700 ngàn à. Rồi mã số tiếp theo luôn 5C. Hôm nay cao tầm khoảng là 1m6. Tán ngang gọn gọn 1m nhưng quý vị tay cành đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Đây cái cành đều rang từ trên xuống dưới luôn. Đẹp ha. Quay sơ cho cô chú coi cái là giật xuống nha cô chú anh chị. Tại vì clip dài lắm. Rồi thầy quay xuống đi. Quý vị an tâm ha. Dài lắm. Sao nụ xanh xanh đó ha. Rồi vô cái hoành luôn. Thế 40 cây thì khá dài nhưng quý vị. Nên không có quay gọi là chi tiết. 22 hoành. Rồi 22 xương cành đều nè. Giao lưu nhiêu đây em? Dạ 5C nè em giao lưu 800 cô chú anh chị ơi. Rồi, cây này quá trời cây đẹp luôn. 800 ngàn. Rồi qua 6C. Rồi 6C em này cao tầm khoảng là 1m7. Tán ngang 1m. Rồi thân cành luôn. Này cũng xương ngang khích đây. Rồi mình xuống cái hoành luôn em. Em đo khúc trên nha. Khúc dưới mất bó dây vậy. Khúc trên 21, xuống dưới rồi, cũng tầm 22, 23. Rồi, 21 hoành.
tỉnh 51 đi. Dạ 6C mẹ em giao lưu 700 mà cô chú anh chị. Rồi 700 ngàn. Ơi, 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 rồi, rồi hay quá. Xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 7C. Rồi 7C em này cao tầm khoảng là 1m7 luôn. Đáng ngang khoảng 1m1. Cây này to quá trời to luôn nha. Đây, đây thân cành luôn quý vị. Cũng khá là đều đấy ha. Rồi vô cái hoành luôn em. 26 hoành. Rồi hoành 26. Dạ mã số 7C mẹ em giao lưu có 1 triệu rồi cô chú anh chị. Rồi 1 triệu. Dạ em giao lưu giá cũng cả cũng rẻ hợp lý nên mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Rồi xuống cây luôn. Sang 8C. Rồi 8C. Rồi 8C em này cao tầm 1m6. Chăm sóc là cuối năm phải có nha. Đáng ngang 1m. Rồi thân cành luôn. Thân cành này cũng đều quá đây. Đây. Xây xây đi. Đó. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi vô hoành luôn cái. Hai mươi hai hoành. Rồi hoành 22 giao luôn như đêm. Dạ 8C em giao lưu 800 rồi cô chú anh chị. 800. Rồi xuống cây luôn. Ủa nhìn lộn rồi. Mày. Dạ sang mã số 9C. Rồi 9C. Em này cao tầm khoảng là 1m2. Tán ngang gọn gọn 1m nha quý vị. 1m2 là có dư quý vị, báo là giảm xuống cho quý vị luôn ha. À, cao ngang thì mang tính chất tương đối thôi nhưng quý vị. Rồi cái hoành em nói luôn nha, đây hoành thì chính xác nha quý vị. 22 hoành 23 rồi. Nè rồi 20 tính 52 rồi. Rồi tính 52 luôn này. 9C. 9C em giao lưu 700. Rồi 700. Rồi qua mã 10C bên kia luôn. Rồi xuống cây bên đây. Rồi em này cao tầm khoảng 1m6. Tán ngang gọn gọn này chắc cũng khoảng 80 quý vị. Đây xương cành luôn. Rồi cũng khá quá đây ha. Rồi vô cái hoành em nói luôn. Hoành 21 hoành. Rồi 21. Giao lưu nhiêu em? Dạ 10C em giao lưu có 600 cô chú anh chị. Rồi 600 quý vị ơi. 10C. Rồi mã số tiếp theo quý vị. Rồi mã số 11C. Em này cao khoảng 1m2. Tán ngang 1m. Rồi xây đều 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 tay ha. À. Cây này có cái củ đẹp rồi. Rồi xuống cái hoành em nói luôn đẹp. Có cái chân. Rồi vô luôn. 25 hoành. Rồi xây cái dòng cũ luôn. Hoành 25 qua quý vị. Dạ 11C này em giao lưu 700 nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn 700 ngàn. Rồi qua 12C bên kia. 12C. Rồi em này cao tầm lấy 1m6. Tán ngang gọn gọn cả khoảng tầm 90 nha quý vị. Đó, mấy em này thì cũng được con nhẹ nhẹ sơ sơ vô ha. Cho cây nó khỏe quý vị. Đó, xương cành đây. Khá quá nè ha. Rồi vô cái hoành em nói luôn. 22 hoành. Rồi hoành 22 bé. Luôn nhiêu đêm. Dạ cây mã số 12C này em giao lưu 500 ạ. Rồi xuống cây luôn 500 ngàn. Qua tiếp theo 13C. Em này cao khoảng 1m2. Tán ngang 1m. Rồi xương cành luôn. Đó. Đây đều đều tay luôn. Rồi xuống cái hoành luôn tiền ơi. Coi cái điện thoại để em bàn. Rồi còn. Rồi vô cái hoành luôn. 13C hoành. 21 hoành. 21 hoành. Giờ luôn nhiêu đêm?
13C nhà em giao lưu 600 mà cô chú anh chị ơi. Rồi 600 ngàn. 600 ngàn có cây mai đẹp rồi cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. 14C. Rồi 14C thì em này cao tầm 1m3 hết đỉnh. Lá ngang khoảng 1m1. Rồi xuống cạnh luôn nha quý vị. Cứ xây đều đều tay đi em. Tàn ghê. Đều đều tay ha. Đó. Rồi xuống cái hoành luôn. Hoành đây. Đây là cắt bỏ rồi. 25 hoành. 25 hoành. Giao lưu nhiêu đem? Dạ 13C mẹ em giao lưu 700 mà cô chú anh chị. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo. Thêm 14C. Rồi em này cao tầm khoảng 1m3. Tán ngang gọn gọn khoảng 1m nhưng quý vị. Đây, xương cành luôn. Đó, cành cũng khá. Rồi, mình vô hoành nhưng quý vị. Rồi. Cây này nứt như già quá nó nứt vỏ. Rồi, hoành nhưng quý vị. 24 hoành. Rồi, hoành 24. Giao lưu nhiêu em? Dạ 14C em giao lưu 800 cô chú anh chị. Rồi, 800 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Quá 15C luôn quý vị ơi. Rồi 15C. Em này cao khoảng 1m2. Tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi thân cành luôn. Cành cũng khá quá đây. Rồi em này cái thân nó bị cái sẹo ở đây cũng hơi bự bự ra ha quý vị nè. Đây ha. Rồi xuống cái quành luôn nha quý vị. Có báo cái gì rồi nha. À, rồi vô cái hoành luôn. Hoành 22. Rồi 22. Rồi. Dạ mã số số 15C em giao lưu 500 của chú anh chị. Rồi ok luôn 500. Rồi mã số 16C. 16C thì em này cao tầm khoảng 1m3. Tán ngang khoảng 1m. Rồi thân cành luôn. Rồi xây tiếp đi. Cành lực quá ha. Cái này cái cành nó bự bự luôn nè. Lực cây. Rồi mình xuống cái hoành luôn. Hoành 26. Rồi 26. Chính xác. Giao lưu nhiêu em? Dạ 16C em giao lưu 800 cô rồi, chú 800. Anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua 17C luôn. 17C thì em này cao tầm khoảng là 1m2. Tán ngang khoảng 1m. Rồi thân cành luôn. Rồi gốc hơi lắc nhẹ ha. Dạ cái này nó có lũa miếng ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Nó đang kéo lại. Rồi vô cái quành luôn ha. Dạ nhưng mà bù lại nó có cái củ đẹp nữa ha. Có cái chân. 21 hoành. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 17C em giao lưu 500 cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn 500. Rồi qua 18C luôn. 18C em này ngang khoảng 1m đi quý vị ơi. Còn cao khoảng tầm 1m2 tối đa. 17, 18 liên cặp đẹp. Đây xuống cạnh đó ha. Đi đều đều tay em. Rồi vô cái hoành luôn đi em. Xuống cạnh cũng lực quá đây. Rồi vô luôn. Hoành nó 18. 18 hoành. Dạ 18 xem cũng giao lưu 500 cô chú rồi, anh chị. 500 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 19C. 19C. Rồi 19C thì em này cao tầm khoảng là 1m25. Lấy báo lên 2 cho chắc nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m1. Rồi xương cành đều nè. Đó, xây cái đều đều tay vậy ha. Đó, xương cành đều. Cây này đẹp quá. Ha. Nhìn tổng thể đẹp. Rồi, vô cái hoành luôn đi em. Nhìn tổng thể em này đẹp hả quý vị. Rồi, hoành luôn. 23 hoành. 23 ha, rồi. 23 hoành. Chào luôn nhiêu em?
Dạ cây 19 cm giao lưu 800. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn. Qua 20 c luôn. Rồi em này ngang khoảng 1 mét đâu quý vị. Cao lấy 1m1 đi ha. 1m1 cho chắc quý vị. Điều đẹp ghê không cô chú anh chị. Tàn. Rồi xuống cành đây. Rồi xây xây luôn. Rồi xuống vô xuống quanh luôn đi em. Quanh 25. Để em đo lại dù. Lại chính xác nè. 26 yếu. Đo lại 26 luôn. 55 thôi. Rồi 25 quanh. 20 cm này em giao lưu 700 cô chú anh chị. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo cái gì? 21 c. 21C thì em này cao lấy 1m3 ha. Thôi lấy 1m2 luôn đi quý vị. Cây này dán lắc lắc nha. Này dán siêu. Ngang lấy 1m ha. Dán siêu nè. Còn còn tay cành thì đều nữa ha. Đó. Tay cành là đều rang nè. Rồi vô hoành luôn. Hoành. Quanh 24 rồi, 24 rồi nè. Làm thì yếu. Rồi 24 quanh. Dạ 21 xe này em giao lưu 600 thôi cô chú rồi, anh chị. 600 rồi xuống cây luôn. Qua 22 luôn, 22C. Rồi 22C thì em này cao tầm khoảng 1m6, ta ngang lấy gọn gọn lấy 1m thôi. Rồi xuống cành luôn. Rồi xuống cành này cũng khá. Khá cành nữa ha. Đó vậy. Khá cành quá nè. Rồi mình vô cái hoành luôn. Ngay đây 27. 27 hoành luôn ha. Rồi vô luôn nha em. Dạ 22C này em giao lưu có 700 mà cô rồi, chú anh chị. Rồi 700. Rồi xuống 700 cây luôn. Cây cực kỳ đẹp. Có cái mai hoành 27. Rồi qua cây mới luôn. Dạ sang mã 23C. 23C. Rồi này cao lấy 1m2 luôn quý vị. Tán ngang lấy 1m luôn. Em này thì cái dáng thì hơi siêu siêu nhẹ nhẹ. Đó, cành đều. Rồi đó. Vô cái hoành luôn. Có củ đẹp ghê em cô chú anh chị. Đó, tàn thì đều này. Rang luôn. Rồi vô cái hoành luôn. Đó, đều rang tứ hướng. Mặt kia 21 hoành, hôm nay em tính 51. Dọn thước xuống cái củ đi tiện. Củ đẹp củ. Ghê không? Cây này có cái củ tàn hay ham không? Củ 30 mấy. 32 hoài. Rồi, cái củ 32. Giao lưu nhiêu đêm? Củ tàn đẹp. Dạ, 23C em giao lưu có 800 cô chú. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên cây mới. Qua cây bên kia, 24C. 24C. Rồi này lên 24C thì cao khoảng 1m7 quý vị. Tán ngang lấy gọn gọn 1m luôn. Mấy em này tàn này thì cũng được con nhẹ nhẹ ha. À, về quý vị trồng sung nữa thì ra 2-3 cây cái nó xè ngang rộng nó là đẹp ha. À, tàn thì tạm thời con ngắn ngắn gì cây nó khỏe nè. Rồi vô cái hoành luôn em. Có cái củ nè. Rồi cái hoành đo ngay đó. 20. 27 yếu quá chính em nói. Rồi 26. Rồi. Dạ 24 xe em giao lưu 900 có cái cây nè. Rồi 900. Rồi xuống cây luôn. Mày xem 25 xe. Rồi 25 xe em này cao lấy 1m3. Tán ngang gọn gọn lấy 80. Rồi xuống cành luôn. Cành cũng khá đây. Khá cành quá ha. Rồi xuống hoành luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà tàn đặc ha. Rồi vô cái hoành luôn. Mười mấy đây. Hoành có mười mấy, 19 yếu rồi, 18 rồi. Rồi 18 hoành. 25C này em giao lưu có 400 nha cô chú anh chị. 18 hoành 400. Lỗ rồi. Tiền ship. Lỗ. Tiền cây tiền ship. Không biết tiền sao không biết. Rồi xuống cây đi. Tiền ship 100 mấy 200 ngàn cây. Rồi mã số 26C.
Rồi, 26C thì em này cao tầm khoảng là 1m25, lấy 1m2 thôi, đáng ngàn lấy 1m. Cây này tàn lực quá trời luôn. Bên cạnh nó vậy đó. Rồi, xe tiếp luôn. Rồi, xuống cái hoành luôn đi em. Rồi, xuống cái hoành gốc nha. Này có cái cũ 25 hoành. Rồi, 25 hoành. Rồi, có cái cũ tròn tròn này đó. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 26C em giao lưu 800 cô chú rồi, anh chị. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 27C. Rồi, cao 1m6 cái gì ơi. Tán ngang này khoảng tầm lấy 1m đi ha. À, xương cành này vô đây được mát rồi nè, mát xíu hả à, tay cành khá quá đây. Rồi vô cái hoành luôn tiền ơi, góc tiền hơi siêu nhẹ. 26 yếu đến 25 rồi. Rồi 25 hoành. 27C này em giao lưu 800 nha cô chú anh chị. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Sang mã số 28. Rồi em này cao lấy 1m2, tán ngang lấy gọn gọn 1m luôn. 8C. Nụ xanh ở trên đã ghê. Không phải Tết nhưng mà thấy nụ thấy ham. Rồi, để theo cầu của cô chủ nè. Nụ bụng xanh ha. À đây quý vị ngắm nghía kỹ xương cành luôn ha. Cây này nó bung hết rồi nha cô chú anh chị nè. Đây nè, nguyên một cục xù luôn nè cô chú anh chị. Xù nhẹ. Rồi. Đó, nách nè, nguyên cái nách luôn. Rồi, vô cái hoành em nói luôn đi em. Hoành 24. Rồi. 28C này em giao lưu có 1.3 cô chú anh chị. 1.3. Dạ, nó xù nhẹ nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Đấy đẹp nữa nè. Rồi qua mã số tiếp theo luôn, 29C. Này cao lấy 1.7 rồi quý vị. Tán ngang lấy gọn gọn 1.1 đi ha. Này xương ngang nè quý vị. Đây, xương em nói ngang ha. Đó. Xương ngang đẹp. Cây này đi xương ngang rất đều và đẹp nữa. Rồi, vô cái hoành em nói luôn kìa. Rồi, hoành 23, xương ngang đẹp. Giao lưu nhiêu em? Dạ, 29C nè, em giao lưu 800 cô chú anh chị. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 30C. Mã 30 rồi nha cô chú anh chị, ráng coi thêm 10 cây nữa hả cô rồi, chú anh chị. Rồi này cao 1m7, 10 cây nữa mới hết quý vị ơi. Rồi tắt ngang khoảng 90 rồi ha. Xương ngang này cũng xương ngang nữa nè. Rồi mình xuống cái hoành em nói luôn. Hoành 25. Rồi giao lưu như đêm. Dạ, mã số 30C này em giao lưu 700 cô chú anh chị. Rồi, 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mã số tiếp theo luôn. 31C. Em này cao lấy 1m3. Tán ngang lấy gọn gọn 1m. Rồi, xương cành luôn. Rồi, mình xuống cái hoành luôn đi em. Ờ, vô cái hoành. Hoành 23 yếu tính 22 thôi. Yếu 1. Xíu xíu ha. 1 gem ha. 1 nấc là 2 gem ha. Tính 22 hoành đi ha. Dạ 31. 31C em giao lưu 600 của chú anh chị. Rồi 600. Rồi xuống cây luôn. Yếu C nè. Rồi mã số bên đây. 32C. Cái bự bự rồi nè. Rồi em này cao lấy 1m8, tán ngang lấy 1m3.
À, cái 32C này là qua luôn mây lớn rồi nha cô chú anh chị. Mây lớn rồi, nó không còn mây nhỏ nữa. Rồi, xuống cành luôn à quý vị ơi. Chạy điều điều tay đi. Mây xuống cành cũng đặc quá nè. Rồi, xuống cái quành luôn đi em. Chị kiếm chỗ chui vô. Quành 26. Dạ. Tàn nó đây. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ, cây 32C này em giao luôn 1.6 nha cô chú anh chị. Rồi, 1.6. Rồi, xuống cây luôn. Cây lớn này thì tiền ship của em đi là khoảng 400 ngàn một cây. Giá nó hơi cao. Dạ, 400-500 ngàn một cây. Rồi, mã số. Hầu nó hơi bự, nó hơi nặng. 33C cao lấy 1m8, tăng ngàn lấy 1m2 thôi quý vị ơi. Rồi, chương cũng ngang ha. Cây này thì đâm chồi nảy lọc cho nên là cô chú anh chị mình về trồng chỉ cần con vô thôi ha. Rồi, xuống cái quành em nói luôn tì. Cái kia, cái quành. 26 quành. 26 quành. Dạ, 33C này em giao luôn 1.3 cô chú anh chị. Rồi, 1.3. Rồi, xuống cây luôn. Hello em. Rồi, mã số 34C. Tiền bồng quá, sao bồng luôn, vàng cây luôn. Năm này cao 1m7 nha quý vị. Tán ngang hôm này lấy 1m4 đi ha. Kéo bạn lại đây nè. Đây. Để xe cho quý vị mình ngắm nghía hoa đây. Hoa thì em này thì nó dao động nè, 5 cánh có, 6 cánh có, 7 cánh có. Rồi đây, đây nhiều cánh đây, nhiều nhất hiện tại. Này 8 cánh có luôn. Đó quý vị ha. Thì đó, cánh nó vậy đó. 5 cánh có nè, 6 đó, cánh có, 7 cánh có, 8 cánh có luôn. Rồi, nó dao động vậy đó. Rồi, vô cái quành em nói luôn đi. 30 34C đang phía trước mặt quý vị ha. Rồi, vô cái quành luôn. Quành này bự dữ vậy. Quành này chắc 30 ăn lên không đây. Yếu. 32 yếu luôn nè, thấy không? Thấy yếu chút nè, tính 31 rồi. Rồi, 31 quành. Giao luôn nhiêu đem? Dạ, 34C này em giao luôn 1.7 triệu. Rồi, 1.7 triệu nha. Rồi, xuống cây luôn. Qua 35C luôn. Em này ngang khoảng 1m4 đây ha. Cao này khoảng tầm 2m nha quý vị. Khá là cao ha. Rồi, xuống cành đây. Cái cây này, cái bầu đất này đi ship với 500 ngàn. Rồi, vô cái quành luôn. Xuống cành bự không ha. Rồi, vô quành luôn tiền ơi. Quành ơi, mặt thức kia. Rồi, nhiều. 28 quành. 8 yếu một xíu à, tính 27 đi. Không. Tạm. Tính 27 nha cô chú anh chị. Yếu xíu à. Yếu xíu xíu à. Rồi, giao luôn nha em. 35C này em giao luôn 1.5 triệu. Rồi, 1.5 triệu nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi qua 36. Này xe em này cao lấy 2m luôn quý vị ơi. Tán ngang này chắc khoảng tầm lấy 1m3 đi ha. Rồi xương cành luôn. Cái điều điều tay đi em. Rồi, xuống cái quành luôn. Cái quành tiền ơi. Lôi cái cây bông đó kìa. 27 yếu chính 26. Rồi. Tính 26 quành. Dạ. 36C em vô luôn 1.5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, bắt cái cây có luôn. Bông nó lên nè. Rồi, xuống cây luôn. Qua 37C luôn. Rồi này cao khoảng 1m. Quay hai cây bông 6. Luôn đi cho. Tán ngang lấy 1m2. Rồi, xương cành đây quý vị. Đó. Cành cũng khá cành quá nè. Rồi, xuống cái quành em nói luôn tiền. Cành khá ha, cành lực không nè. Quành này chắc cũng khoảng 30 ạ.
30 đúng, thầy đúng, chính xác. Đúng luôn. Rồi. 30 quanh, tay cành khá, giao lưu nhiêu đây? Dạ 37C thì em giao lưu 1,5 triệu cô chú anh chị. 1,5 triệu. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Đã qua 38C luôn quý vị. Rồi 38C em này cao tầm khoảng là 1m6. Tán ngang 1m2. Đây, xây xây đều đều tay tiền. Cái gì ngắm nghe kỹ ha, thân cành nha. Mình trà máy cũng từ từ xuống nè ha. Đó. Tiếp luôn. Rồi vô cái hoành luôn đi em. Tàn hết rộng. Đó. Vô hoành luôn. Có cái củ ha, này có cái củ đế nè. 27 hoành. Rồi, đây 27 hoành, có cái củ. Củ nằm mé bên đây. Đó. Dáng có duyên lắm cô chú anh chị. Rồi, vô luôn như đêm. Dạ. Dạ 38C nè, em giao lưu 1,7 triệu của chú anh chị. Rồi 1,7 triệu. Rồi xuống cây luôn. Sang 39C. Rồi 39C này khá cao nhưng mà lấy 2 mét thôi, nhưng quý vị báo 2 mét ha, ngoài thì nó hơn nha. Rồi tán ngang lấy 1,3 thôi. Cây này tàn thông, xanh cây trơn trời. Tàn thông đều đẹp nha cô chú anh chị. Nó đứng ngay lại nó đẹp lắm, tại cái bầu nó hơi nghiêng á. Chịp em gỉ cái chừng nó lật mình luôn. Cái này tay cành đặt hết trơn, nụ xanh cây trơn ha. Này cánh thì cánh cánh bông dảo nha quý vị. Cái cánh này đây là 6 cánh nè. Bên kia có cái cánh 5 cánh nè, mà cánh bông này bông dảo ha, cánh bông bự không gì nè. Ờ này 6 cánh luôn ha. Này 6 cánh luôn ha. Cánh bầu. Cây này tàn thông rất là đẹp nha cô chú anh chị, nhìn ở ngoài nó đều đẹp lắm. Rồi, mình vô hoành luôn. Tay cành thì nó đều rang từ trên xuống dưới luôn. Chưa tàn là hết ý. 27 luôn rồi. Tàn đi. Đó là chính xác như vậy. 23 tính 26 nha cô chú anh chị. 26 hoành. 39C nè, em giao lưu 1,6 triệu của chú anh chị. Rồi 1,6 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây cú liếp. Cây bông quá xá luôn. À, 40. Dạ. Cao lấy 2 mét quý vị ơi. Cây này đi chung với cặp cây vừa rồi 39 đẹp nha cô chú anh. Rồi. Chị tàn thông. Tán ngang hôm nay lấy 1,3 luôn nha quý vị. Cái này 2 mét nè. À, báo lấy 1,8 cho chắc đây ha. Có thể gì quý vị tỉa bớt. Cây này đây, cây này mặt bông nó 10 cánh đều hết nè ha. 8 bông cánh 10 cánh. Khổ chê rồi nó. Nhóc luôn rồi. Nè, đó 8 cánh 10 cánh là nó bự luôn. Nó bông sẵn vậy đó, đó, đâu cũng vậy. Rồi thân cành luôn. Ngay chỗ này nó ra nguyên một chùm thang. 1 2 3 4 tay cành nằm bên đó luôn. Rồi vô cái hoành luôn em. 29 hoành. Rồi hoành 29 đúng. Giao lưu nhiêu em? Dạ mã số cuối cùng 40C em giao lưu 1,7 triệu cùng cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Có gì không tiện? Dạ cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng dành hết thời gian để theo 40 cây của em, thì coi giá cũng có chỉ vài trăm nên mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ở clip này. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cũng mong hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau.